Chào mừng các em đến với kênh Hề Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em tới lớp 4, bài 44, Sức Cánh Diều. Chúng tôi xem bài giảng, Hề Liêm hãy giới thiệu. Các em xem khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình xem bài 44, Khương có chữ số 0 trong 9899. Trước hết mình sẽ quan sát hình thì mình thấy là câu này nói là chúng ta cần chia đều 1236 quyển sách này cho 12 trường tiểu học. Như vậy có nghĩa ở đây mình cần thực hiện phép chia 1236 mình sẽ chia cho 12. Giờ các em sẽ thực hiện phép tính như sau. Giờ đặt tính, giờ tính 1236 chia cho 12. Trước hết các em lấy 12 chia 12 được 1, viết số 1. 1 x 2 là 2, viết 2. 1 x 1 bằng 1, viết số 1. 12 chia 12 bằng 0, viết số 0. Hạ số 3 xuống, mình sẽ lấy 3 chia 12 bằng 0, viết số 0. 0 x 2 bằng 0, 0 x 1 bằng 0, 3 trừ 0 được 3, viết số 3. Hạ số 6 xuống, mình được 36. Mình sẽ lấy 36 chia 12 được 3, viết số 3. 3 x 2 là 6, viết số 6. 3 x 1 là 3, viết số 3. 36 trừ 36 bằng 0, viết số 0. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 107. Như mình thấy là trong phép chia này, Khương sẽ có chữ số 0 ở giữa, đúng không? Như vậy mình kết luận là phép chia này sẽ có Khương sẽ có chữ số 0 ở giữa. Như vậy là Khương sẽ có chữ số 0. Giờ tiếp theo mình sẽ làm phần bài tập đặt tính giờ tính. Trước hết mình sẽ làm phép tính 638 chia 1. Giờ các em sẽ đặt tính giờ tính bình thường giống như là cái phép tính mình vừa mới xem thôi. 638 chia cho 21. Giờ trước hết các em sẽ lấy 63 chia 21 được 3, viết số 3. Giờ 3 x 1 là 3, viết số 3. 3 x 2 là 6, viết số 6. Mình sẽ lấy 63 trừ 63 sẽ bằng 0, viết số 0. Hạ số 8 xuống thì mình hay lấy 8 chia 21 bằng 0, viết số 0. Giờ 0 nhân cho 1 thì bằng 0, viết số 0. 0 nhân 2 bằng 0, viết số 0. 8 trừ 0 bằng 8, viết số 8. Giờ như vậy là kết quả phép chia sẽ là 30 và dư 8. Giờ tiếp theo là 3451, các em sẽ chia cho 17 nha. Giờ mình cũng đặt tính giờ tính. 3451 chia cho 17. Trước hết mình sẽ lấy 34 chia 17 được 2, viết số 2. Giờ 2 nhân 7 là 14, mình sẽ viết 4 nhớ 1. 2 nhân 1 là 2, khi 1 nhớ là 3, 34. Mình sẽ lấy 34 trừ 34 sẽ bằng 0, viết số 0. Hạ số 5 xuống, mình sẽ lấy 5 chia 17. Năm chia cho 17 bằng 0, viết số 0. Giờ 0 nhân cho 17, 0 nhân 7 sẽ là 0, viết số 0. 0 nhân 1 bằng 0, viết số 0. Mình sẽ lấy 5 trừ 0 bằng 5, viết số 5. Hạ số 1 xuống thì được 51. Mình sẽ lấy 51 chia cho 17 được 3, viết số 3. 3 x 7 là 21, mình sẽ viết 1 nhớ 2. 3 x 1 là 3, thêm 2 là 5, viết số 5. 51 trừ 51 sẽ bằng 0, viết số 0. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 207. Giờ tiếp theo sẽ là
8.329 chia 26. Mình sẽ đặt tính giờ tính 8.329 chia cho 26. Giờ trước hết mình sẽ lấy 83 chia 26 sẽ được là 3 viết số 3. Giờ 3 nhân 6 18 viết 8 với 1. Giờ 3 nhân 2 là 6 thì 1 nhớ là 7, 78. Mình sẽ lấy 83 trừ 78. Tám mươi ba trừ 78 được 5, viết số 5. Hạ số 2 xuống mình được là 52. 52 chia 26 được 2, viết số 2. 2 nhân 6 12, viết 2 nhớ 1. 2 nhân 2 là 4, thêm 1 nhớ là 5, 52. 52 trừ 52 sẽ bằng 0. Hạ số 9 xuống. Mình sẽ lấy 9 em chia 26 bằng 0, viết số 0. Giờ 0 nhân cho 26 sẽ bằng hệ số 0. Giờ 9 trừ 0 thì bằng 9, viết số 9. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 320 và chữ 9. Giờ các em ghi ba phép chia này xong mình sẽ làm tiếp ba phép chia này. Tiếp theo là 840 chia 42. Mình sẽ đặt tính giờ tính. Chứ hết mình sẽ lấy 84 chia 42 được 2, viết số 2. 2 nhân 2 là 4, viết số 4. Giờ 2 nhân 4 bằng 8, viết số 8. 84 trừ 84 bằng 0, viết số 0. Hạ số 0 xuống, mình sẽ lấy 0 chia 42 bằng 0, viết số 0. 0 nhân cho 42 sẽ bằng hệ số 0. Giờ 0 trừ 0 thì cũng bằng 0. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 20. Giờ tiếp theo mình sẽ đặt tính giờ tính 9.367 chia cho 31. Giờ mình sẽ đặt tính giờ tính phía dưới này. 9.367 chia 31. Giờ trước hết là mình sẽ lấy 93 chia 31 được 3, viết số 3. 3 nhân 1 là 3, viết số 3. 3 nhân 3 là 9, viết số 9. 93 trừ 93 bằng 0, viết số 0. Hạ số 6 xuống, mình sẽ lấy 6 chia 31 bằng 0, viết số 0. 0 nhân 31 sẽ bằng hệ số 0. 6 trừ 0 được 6, viết số 6. Hạ số 7 xuống được là 67. 67 chia 31 được 2, viết số 2. 2 nhân 1 là 2, viết số 2. 2 nhân 3 là 6, viết số 6. 67 trừ 62 được 5, viết số 5. Như vậy kết quả phép chia là 302 và dư nào. Giờ tiếp theo sẽ là 5.184 chia 48. Mình sẽ đặt tính giờ tính. 5.184 chia cho 48. Chứ mà sẽ lấy 51 chia 48 được 1, viết số 1. 1 nhân 48 sẽ bằng 48. 51 trừ 48 được 3, viết số 3. Hạ số 8 được 38. 38 chia 48 bằng 0, viết số 0. 0 nhân 48 sẽ bằng hệ số 0. 38 trừ cho 0 sẽ bằng 38.
Hạ số 4 xuống được là 384. 384 chia cho 48 sẽ được 8 với số 8. Ở đây các em có thể dự đoán thì mình thấy nếu các em lấy 38 chia ở đây làm tròn, 48 làm tròn sẽ là 50. 38 chia 50 sẽ bằng là 7. Đúng rồi. 380 chia cho 50 thì mình thấy là 38 chia 5 sẽ bằng 7. Mình sẽ dự đoán kết quả là 7, xem đúng hay không. 7 nhân 8 là 56. Quý 6 như 5. 7 nhân 4 là 28, khi 5 là 33. Giờ mình sẽ lấy 304, 84 trừ cho 3, 336. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, 4 trừ 6 không được, mình sẽ lấy 14 trừ 6 được 8, quý 8 nhân 1. 3 này khi 1 nhớ là 4, 8 trừ 4 được 4, 48. Thì mình thấy là 48 sẽ chia hết cho 48, như vậy các em sẽ tăng số này lên là 8. Giờ như vậy sau đó các em sẽ nhân lại. Giờ 8 nhân 8 là 64, mình sẽ viết 4 với 6. 8 nhân 4 là 32, khi 6 là 38. Giờ hai số giống nhau trừ nhau sẽ bằng 0. Như vậy kết quả là 108 và dư 0, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 các em hiểu bài, cái xong hết video thì các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình chọn thẻ ghi phép chia hích hợp cho mọi ngôi nhà. Như vậy câu số 2 mình sẽ chọn thẻ ghi phép chia hích hợp cho mọi ngôi nhà. Ở đây mình có hai ngôi nhà là nhà Hương có chữ số 0 và Hương không có chữ số 0. Bây giờ các em sẽ được thực hiện có phép chia ở đây xem Hương có chữ số hay không. Có chữ số 0 hay không. Đúng rồi. Chứ hết mình sẽ đặt tính và tính 283 chia 27 sẽ bằng bao nhiêu nha. Xem Hương có chữ số 0 hay không nha. Giờ mình sẽ tính nhắc phía dưới này 283 chia cho 27. Đúng rồi. Giờ mình sẽ tính. Như vậy là 28 chia 27 được 1, quý số 1. 1 nhân cho 27 sẽ được 27. 28 trừ 27 được 1, quý số 1. Hạ số 3 được 13. 13 chia 27 bằng 0, quý số 0. 0 nhân cho 27 sẽ bằng 2 số 0. 13 trừ cho 2 số 0 bằng 13. Như mình thấy là Hương ở đây là có chữ số 0, đúng không? Như giờ mình sẽ nói phép chia này với là cái ngôi nhà Hương có chữ số 0. Đúng không? Giờ tiếp theo mình thực hiện phép chia ở đây. 870 chia 29. Mình sẽ đặt tính và tính. 87 làm tròn đến hàng chục là 90. 29 làm tròn đến hàng chục là 30. 90 chia 30 được 3. Dự đoán kết quả là 3. Giờ 3 nhân 9 sẽ là 27, viết 7 nhân 2. 3 nhân 2 là 6, thêm 2 là 8. 87 trừ 87 bằng 0, viết số 0. Hạ số 0 xuống, 0 chia cho 29 thì bằng 0. Đúng rồi. Giờ 0 nhân cho 29 thì cũng bằng 2 số 0. 0 trừ 0 thì cũng bằng 0. Như kết quả là mình thấy là Hương ở đây sẽ có chữ số 0. 30 cho chữ Hương, số 0. Như mình sẽ nói phép chia này với ngôi nhà Hương có chữ số 0 nha. Tiếp theo mình sẽ thực hiện phép chia 196 chia 14.
Giờ trước hết mình sẽ lấy 19 chia 14 được 1, quyết số 1. 1 nhân cho 14 sẽ bằng 14. 19 trừ 14 thì được 5, quyết số 5. Hạ số 6 được 56. 56 chia cho 14. Như vậy là mình thấy là 56 chia 14 thì sẽ được là 4 nha. Vì đóng kết quả là 4. Đúng rồi. Như vậy nếu các em làm tròn thì mình thấy là 56 làm tròn đến hàng chục là 60. 60 chia cho 14 này làm tròn thì được 15. 60 chia 15 được 4. Đúng rồi. Dự đoán kết quả là 4 nha. Như vậy là 4 nhân 4 16. 16 với 6 nhân 4. 16 với 6 nhân 1 nha. 4 nhân 4 16 với 6 nhân 1. 4 này nhân 1 là 4 khi 1 nhân là 5. 56 trừ 56 bằng 0. Được này. Như vậy kết quả mình thấy là Khương ở đây là không có chữ số 0. Được này. Như vậy ở đây mình sẽ nói phép tính này quả là Khương không có chữ số 0. Giờ tiếp theo mình thực hiện phép chia 4.221 chia 21 nha. Mình sẽ đặt tính và tính phía dưới này. 4.221 chia cho 21. Chứ hết mình sẽ lấy 42 chia 21 được 2 quyết số 2. 2 nhân 1 là 2 quyết số 2. 2 nhân 2 là 4 quyết số 4. 42 chia 42 bằng 0. Hạ số 2 xuống mình lấy 2 chia 21 bằng 0. 0 nhân cho 21 sẽ bằng 2 số 0. Giờ 2 trừ cho 0 thì bằng 2. Hạ số 1 xuống được 21. 21 chia 21 bằng 1. 1 nhân cho 21 sẽ bằng 21. Giờ 21 trừ 21 sẽ bằng 0. Như vậy kết quả mình thấy là Khương sẽ có chữ số 0. Đúng không? Giờ như vậy mình sẽ nói phép chia này với lại Khương có chữ số 0. Giờ mình thực hiện phép chia này luôn. 783 chia 69. 70 mình sẽ trước mình sẽ lấy 78 chia 69 được 1. 1 nhân 69 được 69. 78 trừ 69. Như vậy là 78 trừ 69 thì được 9, quyết số 9. Hạ số 3 được 93. 93 chia 69 được 1, quyết số 1. 1 nhân 69 sẽ được 69. Giờ 93 trừ 69. Giờ mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 3 trừ 9 không được, mình sẽ lấy 13 trừ 9 được 4, quyết số 4 với 1. 6 này khi 1 nhân là 7. 9 trừ 7 được 2, kết quả là 24. Nhưng mình thấy là Khương ở đây là 11 là không có chữ số 0. Đúng không? Như mình sẽ nói ở đây là phép chia này Khương không có chữ số 0. Giờ cuối cùng mình thực hiện phép chia 608 chia 32. 608 chia 32. Chứ hết lấy 60 chia 32 được 1, quyết số 1. 1 nhân 32 là 32. Mình sẽ lấy 60 chia 32. Rồi, mình sẽ lấy 0 trừ 2 không được, mình sẽ lấy 10 trừ 2 được 8 với 8 với 1. 3 này khi 1 nhất là 4, 6 trừ 4 được 2, 28. Hạ số 8 được là 288. 288 chia cho 32. Như vậy là 288 làm tròn đến hàng chục là 290. Giờ như vậy là 32 làm tròn hàng chục là 30.
như là 290 chia 30 thì được là 9. Đúng này. Giờ 9 nhân 2 là 18. Viết 8 nhớ 1. 9 nhân 3 là 27, khi 1 là 28. Giờ hai số này giống nhau trừ nhau sẽ bằng 0. Đúng này. Như vậy mình thấy thương ở đây là 19 sẽ không có chữ số 0. Giờ mình sẽ nói phép chia này của là thương không có chữ số 0. Là được. Như là mình xong câu số 2, câu số 2 kênh hiệu bài, cứ xong khích video hay với kênh hiệu bài. Giờ như là bài này khá dài nên thầy sẽ chia làm hai tiết nhé. Như là mình đã học xong tiết số 1. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các thầy giảng giờ hiệu quả muốn khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh Hà Liên, các em sau nước đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liên. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.